xốp này xốp đấy. Tổng ngay chào lắm cho anh em quay trở lại với channel của em nhé. Thì đợt trước đánh ổ bác đánh ổ thẳng xốp ấy, thấy nó lấy tam phê quá. Hôm nay làm hẳn một cục to luôn. Hôm nay em trộn cả đất sét này, cơm nguội này cho mồi nó chắc và được lâu hơn đấy. Đánh ổ nhìn pháo lại phê thôi rồi anh em ạ. Đây em vẫn đánh cần tay và đánh pháo độ 20 nhỏ nhỏ anh em nhé. Rồi tiến hành thổ bác ơi. Đây mồi đây anh em ơi, một cục to chào á luôn. Thế nào bụi. Một cục này có thể câu được từ giờ đến tối luôn anh em ạ. Đất sét đang bóp rất là cứng nha. Nhìn cho qua xem. Đó là thả nha. Ôi, thả ra em. Do là đánh lục đầu cần đấy nên là em đánh dần, nên là mình cứ ném xuống là ok. Còn bác nào đánh xa bờ thì có thuyền chèo đấy, rất là mệt mỏi. Anh em đánh thế tự nhiên thì cứ nằm cái quả này đánh đầu cần phê nhất, cần tay kẹo phê thôi rồi. Bây giờ chỉ có gỡ lưỡi và thả thôi. Thế là xong. Làm thêm một quả cần đánh đơn nữa anh em nhé, đơn nhưng mà đánh chậm đáy, đánh hai lưỡi như kiểu lăng xê các bác ngâm ấy. Em thì em không tin tưởng bộ môn lăng xê này, em không chơi, không chơi lăng xê. Này làm thêm hai lưỡi này anh em nhé, quẳng ra kia xa xa có con nào nữa. Ăn đáy là dính trông móm này, đánh đáy thì không được thì thôi, được cá rất là to, mỗi tội là cái khả năng mà được cá là ít, hiếm lắm. Thông thường anh em đi câu lăng xê toàn 7-8 cần, nhưng khi đã được cá rất là to, rất là sướng. Nhưng mà đi câu thì em không đủ kiên nhẫn để ngồi cá ngay mà ngắm đúng cần ấy. Không đủ kiên nhẫn. Thứ hai là bác cần đi mệt lắm. Toàn nó quả máy, em thấy các bác câu lăng xê toàn quả máy rất là bự. Đúng cần bác nặng lắm. Tổng này, ui giời ơi, ui 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 bự chưa anh em ơi. Tổng này, ui giời ơi, ui ui bự chưa anh em ơi. Trời ơi. Anh em nhìn rô phi này, có đầu tiên bằng ba tay đúng không? Dậy đây đi, trò đây nha con nhá. Đóng dã màn quá. Ừ.
anh em rô phi to chưa, đã đời luôn. Còn đầu tiên cho túi anh em nhé, tròn luôn ở đây. Con vịt to đẻ vãn nhãn quá các bác ạ, giật đóng nó dãy phe vạch để ngoài vãn nhãn. Đóng ngay. Úi giời. Đóng ngay. Hàng hàng đẹp, hàng đẹp, hàng đẹp các bác ơi. Trời ơi. Úi giời. Hàng đẹp, hàng đẹp anh em ơi. Tổ phi bự quá. Xuống ổ phát ngon rút luôn. Bỏ mũi xuống ổ các em rút luôn. Hả xịn, hả xịn. Quá chuẩn. Lấy xốp đấy. Tống ngay. Úi giời ơi. Cái gì vậy? Ê, rồng phi bự, rồng phi bự. Ngon quá. Đóng rồng phi ngon quá anh em này. To của lõ đấy. À, xuống cái nó. Đóng ngàn người. Dãy dãy cái gì? Không dãy thì còn ra được, chứ mày dãy thì. Gỡ mấy con này xương nó cắm. Này. À. Rồi anh em này, đóng chí mạng. Phê cho bác ơi, rô phi đẹp nhá. À, rô phi đẹp cho vào rõ bác ơi. Xíu ạ. Đóng ngay. Úi giời. Đóng ngay. Úi giời. Phê quá. Cá to, cá to luôn anh em này. À, cá to luôn anh em này. Câu cá đúng bằng sắt mới chỉ có thật nhá. Phê. Thằng lăng em quận cần máy em thu lên. Chả được con nào đâu, mất thời gian. Bỏ mất nuôi, mất thời gian quá. Chả được con cá nào. Câu cá đúng bằng sắt và chì là có thật các bạn ạ.
phào cứ lẩy chỗ nào mình thả lưỡi chỗ đó, không lẩy đi đâu được. Nóng chưa? Úi giời, hú hú hú. Nóng chưa? Úi giời, hú hú hú. Thôi đẹp, thôi đẹp. Úi giời. À, cho anh em chiêm ngưỡng hàng của em đẹp chưa? Anh em chiêm ngưỡng hàng đẹp chưa? Đóng nhất rồi, đóng. Cái này cứ cẩn thận các bác nhé, nó đóng vào mình nó khỏe lắm, nó dẫy ác liệt thôi rồi. Cái trò dẫy lúc nó mệt á. Rồi, dẫy một lúc mệt là mình gỡ thôi. Càng dẫy càng đóng, mày càng dẫy mày càng đóng con ơi. Tươi luôn anh em ạ. Giờ rô phi có nổ phê quá. Chính là em thích câu loại cá rô phi này hơn là những loại cá chép nhỏ nhỏ đấy. Rô phi rán ăn này, nhiều món. Tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Đóng tiền thấu luôn. Trời lá thì cá to không dám vào nhau ạ. Dưới kia cá nào đó mà. Cá nào đó mà. Ui giời. Ua. Cá nào đó mà. Ui giời. Ua. Ôi đồ rô phi to bong rồi. Đã bong còn mắc đấy. Chết rồi, còn bay ra ngọn phao. Mắc cây này. Được có phi chó bong. Rồi, nơi trải dòng cái lái này, chán nhé. Phải mất một thao giật mạnh lắm. Để bày luôn cái ngọn nào các bạn. Ngay úi giời, úi giời, con to con to, rồi thì bự trên này tôi có pháo rồi, giả rồi, còn có bắp nữa, ngay úi giời, úi giời, con to con to, rồi thì bự trên này tôi có pháo rồi, giả rồi, còn có bắp nữa, phê phê phê. Úi giời, chào bá anh em ơi, con này to chưa? Này các bác nhìn nè, bàn tay nhá.
đã nhé. Không còn này nhấc này thả luôn mà rõ, không mà nó thả đất nó dẫy nhặt nó cắm vào tay chết. Đây vào đây. Hồi này đánh ổ phê quá, mặc dù lưới người ta kìa, đánh đầm âm ấy nhưng mà cá vẫn ăn, chứng tỏ cuốn ổ ra là sướng nhất. Bọn mình đánh quả lưới phê chưa, giật cá lý điện như vậy. Cứ cho mua. Các bạn nhìn thấy nó lún cái đạp, lún cái đạp không? Lún vậy thì chết trên mà. Lún làm sao được? Lún cái đạp không? Lún vậy thì chết trên mà. Lún làm sao được? Lún vậy thì chết. Anh em nhìn thấy Rufy đạp chưa? Lún như thế chỉ có chết thì sống làm sao được? Sống làm sao đâu chúng tôi. Một nữa rồi, hai nữa ấy. Vào đây. Sấy. Đấy, con này tươi. Đẹp quá nhỉ, cho rõ nhá. Hôm nay gặp lưới thủ tay đánh lưới, thành ra là mình không chặt được cá to. Tầm nay ổ của nó cải hết mà không có cá to nào lên này. Chứng tỏ cá chạy hết rồi, có thấy. Vì câu gặp lưới thủ là mẹ kích thủ rất là bực mình. Đơn câu rất kích quan ngại cái vấn đề đó. Không biết bao giờ Việt Nam mình mới thoát khỏi tình cảnh thế. Một phát ăn ngay. Anh em như này, một phát ăn ngay luôn. Mà rõ. Chạy đâu.
đóng ngay chạy đâu các bác này, con này nó ăn no bụng đây cả, ăn no noi cả bụng này, nhìn thấy bụng nó đầy trường ăn bao nhiêu mồi của mình, một cái ổ mồi mày ăn được bao nhiêu rồi à, cho lùi để nó dễ phân mất. Con này được của nó đấy. Dễ làm gì vào hết rõ đây cho chúng tôi. Cắm này cho chắc cú. Thôi về đây các bác ơi. Hôm nay nói chung là người ta đánh lưới nhiều ấy, thành ra là cá to nó không có. Toàn rô phi đây. Được cái rô phi nó cũng đẹp, toàn ăn to đây. Cậu rất là sướng. Mà tiếc là hôm nay không vào con chấm đen hay con chép nào. Này này cần này ngâm quá này, ngâm chán chả con nào cắn. Không bằng câu lục được các bạn. Bác đang câu đang C hay câu bất cứ thể loại em thấy lục nào đánh là sướng nhất. Vẫn lục nó phê nhất. Thôi, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Em về đây. Này về sớm. Cá hôm nay chúng toàn thu phí chẳng khoe các bác làm cái gì nữa.